Mỗi viên kim cương được đính trên dây chuyền như những ngôi sao sáng lấp lánh, càng làm tôn lên sự sang trọng, quý phái và đẳng cấp của người đeo. Mỗi viên kim cương được lựa chọn kỹ lưỡng, cắt gọt hoàn hảo để đảm bảo sự tỏa sáng tối đa, tạo nên một điểm nhấn hoàn hảo làm nổi bật sự quyến rũ, kiêu sa khi đeo lên mình. Dây chuyền vàng hồng nguyên khối AU750 đính viên chủ 6 ly 8 với kích thước đồng nhất, đảm bảo về độ sạch, độ đẹp, độ chiếu. Sáng lấp lánh không chỉ là món trang sức đẳng cấp mà còn là biểu tượng của sự quý phái, tôn lên phong cách cá nhân của người sở hữu. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những quý cô muốn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp của riêng mình. Sợi dây chuyền vàng hồng nguyên khối AU750 đính viên chủ 6 ly 8 không chỉ nổi bật với thiết kế sang trọng mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hai viên kim cương 6 ly 8 tượng trưng cho lộc phát, tức là làm ăn phát đạt, buôn bán, kinh doanh thuận lợi, ngày càng hưng thịnh, giàu sang, phú quý, là tấm bùa hộ mệnh cho chủ nhân trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.